Mà chính vì hoàn cảnh bắt buộc đó, cho nên cả giáo phận Mỹ Tho đồng hành với anh chị em. Tôi chính thức nói cái nhu cầu này với các linh mục ở trong giáo phận, trong tuần hưởng huấn linh mục cách đây không lâu. Các cha đều hiểu cái hoàn cảnh của anh chị em. Và tất cả giáo phận dù còn nghèo nhưng mà sẽ cố gắng để đồng hành với anh chị em trong cái công trình này. Cho nên hy vọng là mọi việc sẽ được tốt đẹp. Nhưng chắc chắn là không phải chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, mà chính anh chị em, giáo dân của giáo xứ này, những người giáo dân ở những giáo xứ lân cận trên Củ Lao này. Tối nay hết anh chị em cảm nhận nhu cầu cần thiết như thế nào, và cái việc làm này nó chính đáng như thế nào. Tôi mong anh chị em cộng tác ra sở để chúng ta tiến hành vào một ngày nào đó hoàn tất cái công trình mà chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Thank you.